nhà Quý sạch sẽ lắm. Nay đi chui chơi vui không? Tại vì Quý chơi quen bạn Quý ăn nhậu ăn nhậu. Tụi nó ăn nhậu ăn nhậu. Quý bạn Quý tụi nó giờ này đi chơi rồi. Đi chơi ăn nhậu. Nè Quý, anh Tuấn Nguyễn cho Quý 500 nè. Cảm ơn Tuấn Nguyễn nha, giàu giàu sức khỏe mua mai bán đất nha. Vừa phải là cũng là cho cái hồ quá chồng. Con em thấy bà dựa anh thì anh có trách nhiệm, anh phải mua dưa hấu cho bà. Là chút con ông coi là quay clip là tôi quánh con cầm tôi tay đây luôn rồi. Tôi nắm đầu tôi lâu cái túc rồi tôi quánh một mình. Tôi mau khùng. Hồi nãy tôi giận chứ tôi thấy chị chồng tôi hoài luôn á. Thành chứ đang muốn nhủ chồng tôi phải không? Phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?
Rồi, vậy ghế đi coi chạy. Vậy ghế thiệt luôn á hả? Ghé thôi, ghé thôi. Nè, có cây cây. Thở mọc rồi, thở mọc rồi. Đâu? Bật vào nghỉ ghế rồi. Bệnh bả má cái mọc. Rồi có clip quay đàng hoàng nha. Dạy chút xíu mà. Giá keo rồi ghế mà ghế, ghế, ghế mẻ mà. Ôi giờ lại em ăn buffet luôn. Nè, ngồi đi luôn. Đây. Ôi ghế đó, ngồi đó chặt đầu. Chạy lên. Chạy. 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 Rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nay đi chơi chơi vui không? Tại vì Quý chơi quen bạn Quý ăn nhậu ăn nhậu. Tụi nó ăn nhậu ăn nhậu. Quý bạn Quý tụi nó giờ này đi chơi rồi. Đi chơi ăn nhậu. Nè Quý. Anh Tuấn Nguyễn cho Quý 500 nè. Cảm ơn Tuấn Nguyễn nha, giàu giàu sức khỏe muôn may bán đất nha. Quý cảm ơn nha. Giàu giàu sức khỏe muôn may bán đất nha anh Tuấn Nguyễn nha. Đi chơi cũng vui. Tại vì Quý quen với bạn rồi. Đi ăn đi nhảy rồi bạn. Cảm ơn Tuấn Nguyễn nha, giàu sức khỏe nha, để Quý phụ nha. Bây giờ Quý quen. Là Quý lau dọn xong rồi mọi người. Đó. Mấy nước rồi, mới có nước mà. Hai nước rồi. Hai được rồi phải không? Hai được rồi. Ủa có cùng hả Quý? Ở dưới đây còn mấy người anh Vinh đồ ngủ rồi mọi người ơi. Nhậu xịn ngủ rồi. Ở bên kia thì anh Mập là đang ngồi nói chuyện chơi rồi, một cầm ngồi bên đây cũng có phụ ngồi bên đây. Nhà bên kia đỏ đèn sáng luôn. Chị Hà xuống rồi, chắc karaoke luôn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.